Hello, xin chào mọi người. Hôm nay thì nhà mình có một bạn khách đến xăm một cái hình cặp đôi. Cái ý tưởng thiết kế của bạn ấy là đầu tiên là bạn muốn thiết kế hai chữ lồng vô nhau kèm một dòng chữ tiếng Anh ở bên dưới. Chữ T và chữ P là hai chữ mà bạn ấy muốn lồng với nhau. Thì lúc ban đầu mà khi mà thiết kế thế thì bên mình đã đưa ra cho bạn ấy cũng khá là nhiều cái lựa chọn. Tức là bên mình sẽ lồng nhiều cái kiểu chữ khác nhau và cho bạn ấy lựa. Ví dụ như các bạn mà muốn chữ gì đấy, ví dụ chữ H, chữ P hay là chữ một cái chữ gì đấy thì bên mình sẽ thiết kế cho mọi người ha. Khi mọi người lựa được một cái mẫu ưng rồi thì bên mình mới thiết kế tiếp. Ngoài ra thì ngoài những cái chữ lồng đấy thì bên mình sẽ phối hợp thêm, các bạn có thể thêm màu vô hoặc là thêm họa tiết hoa văn gì đấy mà các bạn yêu thích. Ừ, những kiểu chữ như thế này á thì hai người đi xăm sẽ là đẹp nhất, còn không thì ví dụ như một người thích xăm một người không thích xăm thì một bạn xăm cũng được. Hình này cũng khá là đơn giản thôi, tụi mình chỉ đi nét sau đấy là tô lại bên trong. Phối hợp giữa màu đen và màu đỏ cũng khá là xinh cho cái hình này. Và đây là hình xăm sau khi đã hoàn thành nhé. Các bạn thấy hình xăm này như thế nào? Mọi người thích thiết kế hình xăm gì, inbox trực tiếp cho bên mình để bên mình tư vấn thiết kế cho các bạn nha. Bye bye mọi người.